cái việc đập mơ chuyên là lần có đập mơ chuyên sắp màu xa màu xa cái tăng đẹp tạm á màu đặt nó có bay ôi ôi ô cô na chà màu chà chà bỏng lên đó nè chà chà à con chờ bỏng bỏng được ác đi con phải chui con trọn thì đá phong mà lại chung phải chui con trọn hàng bệnh cả nà thôi mà giờ bị con trọn bệnh giấy hay vừa lấy lần bệnh hàng rồi này em ư hề chà ư hề chà chè chú thân nhắm tới xong rồi cái lỗ ớt chú thân ớt đây bởi trong sổ lỗ nhắm sẽ rài chà bằng tác của chú thân nhắm tới ớt lăng cái lỗ đang chú thân chú chìa là tập hợp để nhắm tới thức bởi sạch sạch chà áo con sạch lỗ nhắm chà chà ơi hình ôi sạch hà ngon xong hình mẹ chà hình tụi bây giờ lỗ chỗ chụp sạch hà chạp bàn chạp bàn chạp bàn đụng đi lụng bạch chà ôi không không nhưng ta cứ nhắm nhọt anh hóa chương ôi cả tên lụng đi lụng bạch ai lá tới ư nè ôn bẹt sẽ không phải nhớ trong cái trong sẽ không phải nên ơi cái bọn trai ôi ôn ôn mấy 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 là con trai trai còn thở phơi cái nhung bọn trai cha đập mình chiêng mà con nè đập mình chiêng mà sai đập mình chiêng bằng bong ôn cha học con trai bong ôn cha cũng lịch nát cha nè để quạt trong tinh miên tinh bệnh nơi hang bệnh tận lá tri bong ôn ở kia cha sông cũng lịch cha màu chuột đây mà chuột màu ấy không? Màu ai? Ở công trần lực tí muối hả? Ờ chà nó đo nát đấy bông? Này phải tìa không? Ờ á? Phải tìa? Phải tìa ờ ôi tông chà ờ con là công trần chà miên trên chiên bạch ờ dây huống tớ cứ bảo là bạch bì bay hồi có miên chiên bạch bì bay hồi có miên dây tớ cứ sợp ai khlay mà vánh cả lại nhóm cư miên cổ rốc đặc ơn tàn đồn bà bố nó chà cả lời xong mơ chốt ní cư chốt ní ốm mánh chốt ní màn mờn đập vào mũi mơn chiêng chắc là chốt đến đây nên trong bẹn ấy cứ đập vào mũi mơn chiêng bằng bằng ôn á chà đập vào mũi mơn chiêng chốt ấy cứ đập vào mũi mơn chiêng bằng ôn á chà xem mẹ để con trong ban chốt bạch lọ lọ nên khi ông xong bằng hang chún chà chốt đập vào mũi mơn chiêng đi chà chắc bằng ôn ạc đi ai chờ rộng tình bán nơi xa khá bạch nơi nâng xa khá chà chà bàm phở chà đi xem mẹ đi vánh cứ mặc sai nít pi mơn bảy quan chiêng nè bông nè chà pi mơn bảy quan chiêng mỏng bông ôi sa clang clang mình tên nhưng khi ông xong tình hạ bạch cả lại nhóm bạch sa tạm đong bạch sọt bạch xỉn tạm đong bông nát chà đi mỏng bông ở đâu nát chà tầng à lỡ bông bông ở kia này để quạt trong ban mi trong ban bạch lõ lõ chà xong một lịch mà hàng bạch là tri mỏng bông nát chà phần màu xanh chọc bay bông ở hàng dân sống cửa miền lụa ở Platin Việt Nam Platin Italy hai nâng ôn dân chuyên phải trả lại buôn bay buồn con bị bấy mà bán đấy bay buồn con hẻm con thì bay bán chắc là nó sẽ là lăng ốc con khan sầm lọc chất năng trang hay ở sầm nhạc ở Sài Gòn Spa Rê đôi nhạc lăng có thanh trẻ khơi nhâm lực thầm mở chiêng bom bảy quan đấy cả thanh trẻ ừ giấy mơ tà lôi khmai bom mẹ nè ở tam cặp tơ được bong khơi sẽ bay chốt lần lấy được luôn nhóm nít cứ chiên đập mơn là hay sẽ mẹ ở sài co cả lại khổ mà mơn đưa môi cả mà mơn chiên ấy cứ ở tôi cả lại sẽ mẹ lại nhom cho mà nhom trăng vậy ha ừ cả lại thầm mà mơn chiên pi mơn mà mơn chiên pi mơn trăng nhom miên nụ chà bong bong học nè nhạc lang qua mà đón miên tạm một khàng khàng thùng thùng ấy chấn á nè chà trăng bong bong học nè ai mà tinh ban là hang nhom chà nè à lấy nhom ai mơ một mây để dân tâm để châu sọc mấy đi buôn qua mà là chiên chà chiên đấy chiên đi mà bốn cái buôn qua mà lá chiên hay bách lại nhom nhom xong tần nhiệt tha sọc tần nhiệt tha xỉn tam đồng anh ấy buôn qua mà lá chiên đai bong bong ồn á chà buôn qua mà lá chiên đai tò anh ấy buôn qua chiên đai bong ồn chà anh ấy bay qua chiên giấy tơ mốt sập sa sa tam đồng xem đẹp nè để quạt trong pẹt bách quạt pẹt bách lõ xong mà hang bách tần nhiệt tri bong ồn á chà nè hay ở đây nhom chấm miếng trắng chấm cuốc xài kho bánh cứ mà mờn chiên pi mờn rồi môi còn pal bảy quán cứ dâng liền chà nè Sài Gòn ấy dân tiền ở phải trăm ngay bán cái đa lên thì cùi có bàn chà xa xa khlang khlang mòn chà hay xe mẹp ở một đi bánh pi mơn chiêng bằng pi mơn pi con chiêng chà một đi cứ xa xa chà hay chốt xe mẹp chốt phòng không đôi nhóm phẹn chứ cứ dân miên tác nó chá cứ dân miên mà chốt ní cứ đọc vào mũi mơn chiêng chạy hai mà chốt ní cứ đọc vào mũi mơn chiêng bằng nát chà hay giờ xe mẹp bong ô nè để quạt trong mơ bạch lọ lọ xong một đêm mà ham bạch là tri bóng nè chà ออกคนชันบองออกคนขลังคลังบองออกคนขลังคลังสมัยเนี่ยได้กวาดช่องปานมีไปอ๋อสมกุลเล็กน่าจะมาหางไปดนาตรีบอง
អរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងបងចាហើយហាងខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហាត់ចាក់ទៀតអ្នកដែលគាត់ចង់បានមានពេជ្រល្អល្អចាមកចាហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការលុយយកមកលក់វិញគឺស្រួលលុយគ្នាទិញក៏ស្រួលលក់វិញក៏ស្រួលបងណាចាទិញក៏ស្រួលលក់វិញក៏ស្រួលចាហើយសម្រាប់កបល់ពេជ្រធំមកគូ100ជាង200គឺយើងមានជាងពេជ្រមកគូ100ជាង200 300គឺយើងមានចាខ្សែកចាយស្អាតអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងតោះឥឡូវចេះហ្មងអញចាំគបអីចាយហោចាយយកចាយទៅក្នុងបងជួយខ្ញុំមិនបាច់ហូបទេបងអើយនេះបងជួយចាននេះអានេះឲ្យខ្ញុំណាអត់ទេនោះយកទៅក្នុងតោះអូនអូនយកទៅវិញណាតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងអត់ទេជួបមួយអូនធីតាសិនអូនធីតាឡាយបើហើយអង្គុយនេះអូនអង្គុយមកមកដាក់ហ្នឹងមកអឺតោះមកឥឡូវប្រម៉ូទខ្លួនឯងអស់ចិត្តស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាប្រម៉ូទប៉ុណ្ណឹងអាអញ្ចឹងខ្លួនឥឡូវគាត់នឹងខោផ្លៃតាអញ្ចឹងខោផ្លៃអបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវហាធីមអូធីមធីមអ្នកស្រឡាញ់លុយចូលមកបងប្អូនចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរសាជាថ្មីឥឡូវដូចចាស់ញ៉ៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់លុយចូលមកខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់លុយដែរស្រឡាញ់លុយខ្លាំងខ្លាំងបងប្អូនស្រឡាញ់ត្រូវខំផងបងប្អូនណាមិនថាស្រឡាញ់ហើយអត់ខំទេគាត់តែដេកអើយហងបានដូចគេសោះអើយលំដាច់ដូចគេសោះអូយអញ្ចេះអូយចុះតែមិនតែអត់ធ្វើអីទាំងអស់ធ្វើអីទាំងអត់ខ្វល់បងយកបានអត់កើតទេបងប្អូនណាចង់បានលុយគឺអត់មានចៃថាវាមិនមែនអ្វីដែលបានហងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការហើអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតែបងប្អូនខ្លះតែងតែគិតថាគេហៅថាអីគេចាសំឡាងបាទគេវាសំឡាងវាជារឿងមួយហើយចាវាសំឡាងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងយើងអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយយើងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុនខ្ញុំនិយាយហើយតតែតតែទៀតបងប្អូនណាបាទយើងជឿរើសកន្លែងដើម្បីជួយចំណាយគូអាជីវកម្មខុសហ៎បងប្អូនហើយថាយើងចូលប្រឡងរស់ស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខុសហ៎ទូបងប្អូនរស់ហ្នឹងកន្លែងណាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងព្រោះអត់ខ្វះទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីសកលសកលខ្ញុំពីមុនមកប៉ុន្តែគាត់ចូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងចាអញ្ចឹងគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ក៏អូជោគជ័យសំរោមចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់លក្ខណៈថាគាត់អាចនឹងប្រហែលយើងឬមកអ្នកខ្លះគាត់បរាជ័យតែម្ដងដោយសារគាត់ជឿរើសកន្លែងដើម្បីធ្វើជាដៃគូអាជីវកម្មខុសកន្លែងថាដូចគេនិយាយថារឿងមេខុសគឺខុសណាចាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាចាព្រោះដោយសារអីបងប្អូនយើងចូលមកបងគឺយើងអត់ចេះអីទាំងអស់ដូចខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំចូលមករើសស៊ីត្រង់ហ្នឹងមិនអត់បងប្អូនអត់ចេះអីទាំងអស់ហើយនៅក្មេងរហូតអារូបរាងហ្នឹងក៏មិនស្អាតទៀតហើយនិយាយទៅអត់ចេះអីមកខ្មៅក៏ស្មៅចាស្គមទៀតខ្មៅក៏ខ្មៅស្គមខ្លាំងក៏ស្គមខ្លាំងហើយអត់ចេះអីទាំងអស់ហើយមានលុយបើនិយាយពីលុយសតហ្មងបងប្អូនមានតែ2លានរៀលមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលលុយ2លានណាបើសិនជាយើងជឿរើសកន្លែងខុសហ่าបងប្អូនគិតមើលពីលុយ2លានមកអត់នៅទេដល់ពេលយើងជឿរើសកន្លែងត្រូវចាំលុយ2លានវាបង្កើតជាលុយរាប់សែនរាប់អីអីអញ្ចឹងតើចានិយាយថាអួតទេឡូចង់និយាយថាចាបើសិនជាយើងនិយាយប្រមាថថាអួតក៏ថាបានចាបើសិនជាយើងលក្ខណៈថាអ្នកខ្លះណាមានលុយសង្អីហើយបន្តាហ៊ានណែអត់ហ៊ានចាយអត់ហ៊ានបង្ហាញអត់ហ៊ានអីជួយថាចេះជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រៀងខ្លួនឯងការគិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសៗគ្នាដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងត្រូវតែបង្ហាញខ្លះដើម្បីក្តីសុខតัวខ្លួនចាហើយដូចគាត់អញ្ចឹងអូពីមុនមកគាត់មិនឥឡូវគាត់មិនឥឡូវព្រៀបពីលុយ2លានដែលចូលមកស៊ីជាមួយខ្ញុំពីដំបូងមកចាហើយមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្នកខ្លាំងទៅគឺគាត់បានរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងទៅអូខេគាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅគាត់ចេញកន្លែងហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះគេគាត់បានកាត់ការវិគមនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់មានគេហៅថាមានថាមានកំណត់កោតចេញពីកន្លែងហ្នឹងអូខេខ្ញុំសប្បាយចិត្តចាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ឈប់លក់អានក៏លក្ខណៈថាខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អដែរពីព្រោះគេដោយសារអីគេគាត់មានបានដោយសារ NNP ខ្វាយបងប្អូនរបស់គ្នាអ្នកខ្លាំងទៅគាត់លក់ NNP គាត់មានបានអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្អាកលក់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លាំងទៅគាត់កើតកូនអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លាំងទៅគាត់មានប្តីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លាំងលក់ NNP តាំងនៅលីងរហូតដល់មានប្តីហ៎អ្នកមានប្តីឥឡូវមានកូនទៀតបើខ្ញុំពេលលក់ដល់មានប្តីដល់តមានកូនឥឡូវបានកូនមួយបានកូនមួយហើយគេសុខពេញបើបហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងមានផ្ទះយើងមានឡានយើងមានអ្វីអ្វីដែលយើងចង់បានចាចាហើយយើងមានរបរដែលពិតសំខាន់យើងពាក់ពេជ្រទៀតសំខាន់បងប្អូនមើលខ្ញុំបានលោអា50,000ជើងអា100,000ជើងបងប្អូនបាទ50,000ស្គីឡានចាហើយបាទ100,000ជើងវាអត់សូវសមដោយសារវាធំហ្មងប៉ុន្តែចាអូតិចខ្លួនល្អ